Như chúng ở đây là một cái đột quỵ là một cái vấn đề một gánh nặng toàn cầu. Tại Mỹ theo thống kê thì đột quỵ là nguyên nhân tử vong hàng thứ tư. Hàng năm có khoảng 500.000 bệnh nhân đột quỵ mới, tức là tính ra cứ khoảng 40 giây là chúng ta có một bệnh nhân đột quỵ. Tỷ lệ tử vong do đột quỵ hàng năm ở Mỹ cũng khá là cao, trên 160.000 bệnh nhân. Tức là tính ra cứ khoảng mỗi 3,3 phút là chúng ta có một bệnh nhân tử vong do đột quỵ. Và người ta cũng thống kê thấy rằng khoảng 1/3 bệnh nhân đột quỵ sống sót sẽ tái phát trong lần thứ hai trong vòng 5 năm. Cho nên nguy cơ tái phát của đột quỵ là rất là cao, và với những cái bệnh nhân chúng ta đã đột quỵ rồi thì cái vấn đề kiểm soát để dự phòng tái phát đột quỵ là vấn đề cần đặt ra và quan tâm nhiều. Theo thống kê của WHO năm 2019, đột quỵ là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ hai trên toàn cầu sau các bệnh tim thiếu máu cục bộ. Và tại Việt Nam thì có hạn những cái thống kê từ năm 2009 cũng như đến tận năm 2019, tức là trong vòng 10 năm thì cái top 10 các cái nguyên nhân tử vong hàng đầu ở Việt Nam thì cái đột quỵ vẫn được chiếm hàng đầu tiên và không có sự thay đổi về mặt thứ tự, tức là cái đột quỵ là cái nguyên nhân tử vong rất nặng nề ở Việt Nam chúng ta. Các cái yếu tố nguy cơ của đột quỵ thì có rất nhiều cái nhóm yếu tố nguy cơ của đột quỵ, tuy nhiên chúng ta sẽ chia ra là hai nhóm, là nhóm yếu tố nguy cơ liên quan đến tình trạng xơ vữa mạch máu và nhóm nguy cơ liên quan đến cái huyết khối và các thuyên tắc từ tim. Thì tăng huyết áp là một trong những nhóm yếu tố nguy cơ chính gây ra đột quỵ. Ngoài ra chúng ta có những cái yếu tố nguy cơ làm tăng nguy cơ xơ vữa mạch máu như hút thuốc lá, lạm dụng thuốc, uống rượu, đái đường, hoặc là cái rối loạn lipid máu. Và nhóm nguy cơ lớn thứ hai đó là nhóm những cái dung nhĩ gây nguy cơ hình thành những huyết khối trong vùng tim và những cái bệnh lý van tim có huyết khối vùng tim gây ra đột quỵ. Thì trong khuôn khổ bài hôm nay chúng tôi chia sẻ về cái kiểm soát các yếu tố nguy, bởi vì chúng ta có rất nhiều yếu tố nguy cơ, nhưng trong bài hôm nay chúng tôi kiểm soát về mặt huyết áp và thứ hai là cái kiểm soát về mặt rối loạn lipid máu. Theo nghiên cứu Interstroke thì các yếu tố nguy cơ chính của đột quỵ cũng khá là tương tự so với những cái thống kê cơ bản, thì tăng huyết áp vẫn là nguy cơ hàng đầu. Tiếp theo là các nguyên nhân huyết khối từ tim và các yếu tố nguy cơ khác liên quan đến rối loạn xơ vữa động mạch. Do đó, xơ vữa động mạch là một cái biến là cái yếu tố nguy cơ thường trực với những bệnh nhân đột quỵ. Do đó, kiểm soát phòng ngừa các biến cố liên quan đến xơ vữa động mạch là cái kiểm soát cơ bản. Và chúng ta có hai cái khía cạnh phòng ngừa là phòng ngừa tiên phát và phòng ngừa thứ phát, với các biện pháp điều trị khác nhau cùng với sự phối hợp đa chuyên khoa và tuân thủ điều trị cần được nhấn mạnh. Chúng ta sẽ cần sự phối hợp giữa bác sĩ tim mạch, bác sĩ đột quỵ, các bác sĩ phục hồi chức năng cũng như các bác sĩ về tư vấn dinh dưỡng cũng như tập phục hồi thay đổi lối sống cho bệnh nhân để đạt được cái hiệu quả điều trị tốt nhất. Xin phép đi về cái khía cạnh đầu tiên là kiểm soát huyết áp và trong điều trị và dự phòng sau tai bệnh nhân tai biến mạch não. Chúng ta đã biết đặc điểm của bệnh nhân đột quỵ sau tai biến mạch não thì khoảng 25% bệnh nhân sẽ bị tái phát đột quỵ và thường xảy ra trong năm đầu tiên sau đột quỵ và tiểu đường não chiếm đến 16%. Tỷ lệ này cao gấp 15 lần so với người cùng tuổi cùng giới trong cộng đồng, và cái tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân mà đã bị tái phát đột quỵ thì tăng lên từ 41% so với chỉ 22% ở đột quỵ lần đầu, và tăng huyết áp vẫn là yếu tố nguy cơ tim mạch chính. Về định nghĩa tăng nhắc lại một chút về định nghĩa tăng huyết áp thì cái này cái khá là cơ bản trong tim mạch rồi. Chúng ta phân độ tăng huyết áp thì hiện nay chúng ta vẫn thống nhất là chia tăng huyết áp thì thành cái mức từ 140 trên 90 trở lên là huyết áp tăng huyết áp, thứ chia cả mức độ 1, độ 2. Có với những người già chúng ta có tăng huyết áp tâm thu đơn độc với huyết áp tâm thu trên 140 trên mm thủy ngân và huyết áp tâm trương trong giới hạn bình thường. Với những bệnh nhân tăng huyết áp thì cái việc đầu tiên khi chúng ta tiếp cận những bệnh nhân tăng huyết áp thì chúng ta cần phải phân tầng yếu tố nguy cơ theo mức huyết áp, các yếu tố nguy cơ kèm theo các tổn thương cơ quan đích và các bệnh đồng mắc để chúng ta phân ra các cái nguy cơ của bệnh nhân để đặt chiến lược điều trị nó phù hợp. Các cái phân tầng nguy cơ chúng ta có phân tầng nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình, nguy cơ cao và nguy cơ rất cao. Với những trường hợp mà tăng huyết áp bất kể một cái gì nhưng chúng ta có những cái biến chứng về bệnh thận mạn hoặc đái tháo đường hoặc tổn thương cơ quan đích thì tất cả những bệnh nhân nhóm đó đều được xếp là nguy cơ tim mạch rất là cao. Để đặt ra vấn đề chúng ta đặt danh ngoài cái đích kiểm soát huyết áp chung, tức là chúng ta có cái đích chung với khuyến cáo chung cơ bản với các bệnh nhân là huyết áp mức huyết áp dưới 140 trên 90 thì tùy từng cái đối tượng theo nhóm tuổi, theo các bệnh nền phối hợp mà chúng ta đưa ra cái danh giới đích điều trị huyết áp tâm thu cũng như huyết áp tâm trương. Thì với những chia ở nhóm tuổi từ trên 65 tuổi và dưới 64 tuổi, đây cái đích điều trị với trong bệnh nhân đột quỵ hoặc tai biến mạch não thì đích người ta duy trì với những tầm tuổi trẻ hơn thì khoảng 120 đến 130 nếu bệnh nhân dung nạp được, và huyết áp tâm trương từ khoảng từ 70 đến 80 mm thủy ngân. Còn những bệnh nhân lớn tuổi hơn thì cái đích người ta đặt chúng ta đặt cái đích nó cao hơn một chút để cái khả năng dung nạp của bệnh nhân tốt hơn là đích từ khoảng 130 đến 140 mm thủy ngân. Các nghiên cứu từ những năm đầu, những năm cuối của thế kỷ 20 thì đã chứng minh được là điều trị hạ huyết áp giảm được 37% đột quỵ tiên phát.
cái ngưỡng giảm rất ngoạn mục cho những cái trường hợp, đây là những trường giai đoạn đầu mà khi người ta bắt đầu có những cái điều trị ban đầu của tăng huyết áp. Thì để thống kê, để đánh giá vai trò của điều trị dự phòng đột quỵ tiên phát thì hai nhóm thuốc được, đây là một cái thống kê của Thermopolis năm 2015 trên một loạt các thử nghiệm lâm sàng thống kê theo các từng nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp, thì thấy rằng cái nhóm lợi tiểu thiazid và nhóm chạy kênh canxi là hai nhóm có tác dụng hiệu quả trong dự phòng đột quỵ tiên phát, tức là dự phòng cho những bệnh nhân chưa từng bị đột quỵ bao giờ. Tuy nhiên trong cái nhóm đột quỵ dự phòng thứ phát thì cái câu chuyện nó hơi khác một chút về các nhóm thuốc. Thì đây là một cái phân tích hệ thống và phân tích meta-analysis trên một loạt các cái nghiên cứu trên các cái nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp. Thì kết quả cho thấy lợi tiểu nhóm thiazid, nhóm ức chế men truyền hoặc ức chế thụ thể lại có vai trò ưu tiên hơn trong dự phòng điều trị đột quỵ thứ phát. Người ta cũng tiến hành một số các thử nghiệm lâm sàng, người ta đánh giá xem là cái so sánh giữa mục tiêu hạ huyết áp tích cực so với nhóm mục tiêu tiêu chuẩn. Hạ huyết áp tích cực tức là đưa cái huyết áp mục tiêu dưới khoảng 100, xung quanh khoảng 120 mét thủy ngân, và nhóm điều trị tiêu chuẩn tức là huyết áp mục tiêu dưới 140 trên 90 mét thủy ngân trong cái thử nghiệm SPS3, thì thấy là để xem là cái nhóm hạ mục tiêu tích cực hơn thì nó có đạt được hiệu quả cao hơn không. Thì kết quả lâm sàng cho thấy thì cái kết cục lâm sàng ở hai nhóm hạ mục tiêu tích cực so hạ mục tiêu tiêu chuẩn thì không thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Chính vậy trong cái khuyến cáo năm 2017 của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cũng như Trường môn Tim mạch Hoa Kỳ thì trong dự phòng đột quỵ thứ phát thì sau đột quỵ khoảng trên 72 giờ nếu triệu chứng thần kinh ổn định hoặc là có bệnh nhân có tai biến mạch não thoáng qua thôi. Với những bệnh nhân có tiền sử đã chẩn đoán tăng huyết áp, đều điều trị tăng huyết áp rồi thì chúng ta sẽ tái điều trị tăng huyết áp sau 72 giờ khi tình trạng bệnh nhân ổn định. Đặt bắt đầu chúng ta bắt đầu sẽ gối bắt đầu thuốc tăng huyết áp với mục tiêu là chúng ta để từ 140 trên 90 mét thủy ngân trở xuống thôi. Với những trường hợp bệnh nhân chưa được chẩn đoán trước đó mà bị đột quỵ, sau đó sau 3 ngày chúng ta sẽ đánh giá lại. Nếu mà bệnh nhân có mức huyết áp tâm thu trên 140 trên 90 hoặc huyết áp tâm trương trên 90 mét thủy ngân thì chúng ta sẽ bắt đầu khởi trị tăng huyết áp, đây là khuyến cáo mức độ 1. Với mục tiêu cần hạ với những cái nhóm đối tượng này là mục tiêu người ta để thấp hơn khoảng dưới 130 trên 80 mét thủy ngân. Với những bệnh nhân mà chỗ này slide đang bị lỗi một chút. Với những bệnh nhân huyết áp tâm thu dưới 140 hoặc là huyết áp tâm trương dưới 90 mét thủy ngân thì chúng ta không khuyến cáo điều trị tăng huyết áp ở những bệnh nhân đột quỵ này. Trong cái khuyến cáo năm 2017 của ACC và ASA cũng nói rất rõ về những cái bệnh nhân sau đột quỵ cấp hoặc là tai biến mạch não thoáng qua thì cái nhóm thuốc lợi tiểu thiazid hoặc thiazid like ức chế men chuyển hoặc là phối hợp giữa lợi tiểu và ức chế men chuyển là hữu ích với khuyến cáo mức độ 1A. Những bệnh nhân tăng huyết áp mà không điều trị trước đó mà bị đột quỵ hoặc tai biến mạch não thoáng qua có hướng huyết áp trên mức này thì sau 72 giờ bắt đầu khởi trị với mức khuyến cáo mức độ 1B. Và tất cả những trường hợp điều trị đột quỵ và hoặc là tai biến mạch não thoáng qua kiểm soát huyết áp đều là chúng ta cần phải cá nhân hóa điều trị để đạt được cái hiệu quả tốt nhất cho bệnh nhân. Và đích điều trị dự phòng đột quỵ và tai biến mạch não thoáng qua tái phát có thể để ngưỡng dưới 130 trên 80 vì nếu mà bệnh nhân dung nạp được. Năm 2018, khuyến cáo của Hiệp hội Tăng huyết áp Việt Nam cũng như Hiệp hội Tim mạch Việt Nam thì với những bệnh nhân mà có chẩn đoán tăng huyết áp với huyết áp trên 140 trên 90 ở người trên 18 tuổi hoặc là những bệnh nhân có bệnh tim mạch hoặc bệnh mạch vành thì người ta để cái ngưỡng bắt đầu chỉ định điều trị là trên 130 trên 85 mm thủy ngân với những các biện pháp cơ bản như thay đổi lối sống, các cái phối hợp từ phân ra các mức độ tăng huyết áp độ 1, độ 2 để chúng ta chỉ định điều trị, và trong đó có cái nhóm chỉ định tăng huyết áp điều trị bắt buộc. Với cái nhóm với bệnh mạch vành thì ưu tiên nhóm chạy beta giao cảm, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể hoặc là nhóm chạy kênh canxi. Với những suy tim thì chúng ta lựa chọn các nhóm thuốc khác, và đặc biệt trong nhóm đột quỵ thì ức chế men chuyển phối hợp với lợi tiểu hoặc là đơn trị hoặc là phối hợp là cái ưu tiên hơn trong điều trị dự phòng đột quỵ thứ phát. Khuyến cáo gần nhất của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ và Hiệp hội Trường môn Tim mạch Hoa Kỳ năm 2021 về kiểm soát huyết áp sau đột quỵ thì với những bệnh nhân đã bị đột quỵ hoặc tai biến mạch não thoáng qua thì người ta cũng chia là nhóm bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp hay không. Với những bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp rồi thì đã bị đột quỵ hoặc tai biến mạch não thoáng qua thì vẫn giống như cái nguy khuyến cáo năm 2017, lợi tiểu thiazid hoặc thiazid like, ức chế men chuyển và ức chế thụ thể có lợi trong việc giảm cái nguy cơ đột quỵ tái phát. Nếu những bệnh nhân đã từng đột quỵ rồi thì chúng ta nên ưu tiên các nhóm thuốc này cho bệnh nhân hơn là các nhóm chạy kênh canxi hoặc chạy beta giao cảm. Bệnh nhân có tiền sử, với những bệnh nhân mà cần đạt mục tiêu huyết áp dưới 130 trên 80, với những bệnh nhân mà có tiền sử đột quỵ và những cái nhóm bệnh nhân có thể dung nạp được để giảm các biến cố nguy cơ mạch máu khác,
Ở những bệnh nhân đa phần tất cả những điều trị này chúng ta cần cá thể hóa điều trị để ưu tiên cân nhắc các bệnh phối hợp, các nhóm thuốc và khả năng dung nạp của bệnh nhân. Trong cái khuyến cáo này, với những bệnh nhân chưa được chẩn đoán tăng huyết áp trước đó, bệnh nhân có tiền sử đột quỵ, tạo tăng huyết áp hoặc tai biến mạch não, thì nếu có mức huyết áp từ 130 trên 80 thì người ta trong nó hơi khác khuyến cáo năm 2017 một chút, là 2017 là trên 140 trên 80, còn những này trên 130 trên 80 là đã có chỉ định cân nhắc dùng thuốc hạ huyết áp thì có thể giúp giảm đột quỵ tái phát, xuất huyết nội sọ và các biến chứng mạch máu khác với mức khuyến cáo mức độ 2A. Về khía cạnh thứ hai trong bài trình bày hôm nay là về vấn đề về kiểm soát rối loạn lipid máu trong dự phòng đột quỵ não. Chúng ta đã biết đột quỵ và giảm LDL cholesterol là một cái mối mối có mối liên hệ rất là song hành với nhau. Cứ giảm được 1 mmol LDL cholesterol giúp giảm được 21% tỷ lệ đột quỵ trong thống kê trên một loạt các cái nghiên cứu của các cái thuốc về các nghiên cứu lâm sàng về các cái sử dụng statin cho các cái bệnh nhân đột quỵ. Ở cơ chế tác động mang lại lợi ích của statin thì chúng ta biết là statin có tác dụng giảm giảm LDL cholesterol, giảm những tác do tác dụng bảo vệ thần kinh, ổn định cái màng xơ vữa, giảm cái tế bào thì hiện tượng chết theo chương trình, giảm tình trạng viêm, giảm những cái thậm chí có thể người ta cũng có những nghiên cứu thống kê là giảm cái bề dày cũng như cái màng xơ vữa ở trong các cái lòng mạch, và do đó làm giảm cái tình trạng oxy hóa và giúp cho cải thiện chức năng nội mạc, giảm khả năng tập tiểu cầu và có tác dụng chống đông máu. Do đó việc sử dụng statin là rất có lợi ở những bệnh nhân có đột quỵ do nguyên nhân cơ chế xơ vữa động mạch. Statin có vai trò trong hiệu quả dự phòng tiên phát đột quỵ ở tử vong và không tử vong được tiến hành trong một loạt các nghiên cứu lâm sàng. Với giảm được tính theo tổng phân tích hộp thì tính giảm được khoảng 17% các biến cố đột quỵ. Trong dự phòng thứ phát đột quỵ tử vong và không tử vong thì chúng ta có một số cái nghiên cứu đánh giá thì cũng được statin cũng giảm thêm khoảng 12% các biến cố đột quỵ thứ phát. Phép đi vào hai cái nghiên cứu cơ bản trong cái dự phòng đột quỵ thứ phát ở bệnh nhân sử dụng statin thì đây nghiên cứu Spark tiến hành nghiên cứu trên nhóm bệnh nhân đã đột quỵ hoặc tai biến mạch não trong vòng 6 tháng có mức LDL cholesterol từ 100 đến 190 mg trên đê lít, với chia làm hai nhóm, nhóm sử dụng atorvastatin 80 mg hàng ngày và nhóm dùng giả dược, với tiêu chí chính là đột quỵ tử vong, không tử vong tái phát, tiêu chí phụ là biến cố lâm tim mạch và tim mạch chính, thời gian theo dõi là 5 năm. Thì kết quả nghiên cứu cho thấy đây là cái mức giảm LDL cholesterol của trong nghiên cứu, vì chúng ta dùng statin atorvastatin liều 80 mg là atorvastatin cường độ cao. Trong cái tháng đầu tiên thì bệnh nhân giảm được đến 53% cái ngưỡng LDL cholesterol, gần chúng ta đạt được cái cường độ điều trị với mức atorvastatin trung bình là 73 mg trên đê lít, và đến sau 5 năm theo dõi thì ngưỡng giảm được duy trì được khoảng 38%. Kết cục của nghiên cứu cho thấy statin khi chúng ta điều trị statin điều trị tích cực thì giảm được tổng số đột quỵ nói chung, giảm được tỷ lệ tử vong do đột quỵ và đột quỵ tử vong và đột quỵ không tử vong, cũng như các cái biến cố tái phát đột quỵ hoặc tai biến mạch não thoáng qua. Như vậy sau cái nghiên cứu này thì các cái khuyến cáo sau đó đã đưa được điều trị statin liều cao tích cực được khuyến cáo trong điều trị dự phòng tái phát đột quỵ và tai biến mạch não thoáng qua. Nghiên cứu thứ hai là nghiên cứu TST với đánh giá xem là cái mức mục tiêu LDL cholesterol là bao nhiêu là hiệu quả với những bệnh nhân đột quỵ. Thì trong bối cảnh là trong nghiên cứu Spark đã giảm được 16% cái nguy cơ tương đối sau 5 năm điều trị với atorvastatin liều 80 mg, thì nghiên cứu TST đánh giá hiệu quả giảm LDL với mục tiêu đặt ra là dưới 70 mg trên đê lít, giảm thêm cái biến cố xơ vữa mạch máu trên trên khoảng gần 3.000 bệnh nhân nhồi máu não có hẹp hoặc là xơ vữa động mạch não trên đối tượng dân số Pháp và Hàn Quốc. Kết quả của nghiên cứu cho thấy tỷ lệ các biến cố tim mạch thấp hơn hẳn có ý nghĩa ở cái nhóm đưa LDL mục tiêu dưới 70 mg trên đê lít, giảm đến 26% các biến cố tim mạch chính. Mục tiêu giảm LDL lại thấp hơn có ý nghĩa ở tất cả các biến cố mạch máu, từ những trường hợp nhồi máu não có chỉ định tái thông động mạch cảnh hoặc là nhồi máu não cấp, hoặc là tất cả các đột quỵ cũng như cái tỷ lệ xuất huyết nội sọ đều đạt được có ý nghĩa trên cả nhóm xuất huyết nội sọ. Kết luận của nghiên cứu TST là sau nhồi máu não được xác định do xơ vữa động mạch thì chúng ta nên đưa mục tiêu LDL cholesterol dưới 70 mg trên đê lít, giúp ngăn ngừa 1/4 các biến cố mạch máu chính mà không làm tăng nguy cơ xuất huyết não với NNT là 30 bệnh nhân. Chính vì vậy trong các cái khuyến cáo
của các hiệp hội về cái điều trị dự phòng statin trong điều trị biến cố thứ phát do xơ vỡ động mạch thì đều khuyến cáo với mức chúng ta nên dùng cái statin cường độ cao với cái mức mục tiêu LDL khoảng dưới 70 mg/lít, tương đối tương đồng với các cái ở các khuyến cáo khác nhau. Theo khuyến cáo mới nhất năm 2021 về của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ và Hiệp hội Đột quỵ Hoa Kỳ thì với bệnh nhân có tiền sử nhồi máu não, không rõ bệnh mạch vành hoặc không phải do nguyên nhân huyết khối từ tim và LDL lúc của bệnh nhân lúc tại thời điểm là trên 100 mg/dL thì atorvastatin liều đánh như 10 liều 80 mg được chỉ định để giảm nguy cơ tái phát. Bệnh nhân có tiền sử nhồi máu não hoặc tai biến mạch não thoáng qua có kèm theo xơ vữa động mạch thì giảm nồng độ lipid máu bằng statin kèm theo ezetimibe nếu mà chúng ta dùng cái statin cường độ cao rồi mà chưa đạt mục tiêu để đưa cái mục tiêu LDL là dưới 70. Ở bệnh nhân nhồi máu não hoặc có nguy cơ rất cao thì mà đã dùng phối hợp hai cái là statin và ezetimibe để điều trị rồi mà không dung nạp đến liều mà bệnh nhân có thể dung nạp được mà chưa đạt được mục tiêu LDL dưới 70 thì chúng ta có thể phối hợp thêm thuốc nhóm thuốc ức chế PCSK9. Thì chúng ta với cái khuyến cáo này đều nhấn mạnh là cái mục tiêu chúng ta phải cố gắng đạt được cho bệnh nhân là dưới 70 dù chúng ta cần phải phối hợp thêm các cái nhóm thuốc khác. Về mặt theo dõi những bệnh nhân nhồi máu não hoặc là tai biến mạch não thoáng qua có rối loạn lipid máu đang được điều trị thì cần đánh giá lại lipid máu trong thời gian khoảng 4 đến 12 tuần sau khi bắt đầu điều trị và để điều chỉnh liều thì chúng ta sẽ phải tăng dần cường độ hoặc phối hợp thêm thuốc để đạt được mục tiêu sớm cho bệnh nhân. Vì chúng ta biết trong một năm đầu tiên cái tỷ lệ đột quỵ tái phát là rất là cao. Để kết luận cho bài trình bày hôm nay thì chúng ta biết là quản lý và dự phòng đột quỵ sau tai biến mạch não là vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự kết hợp đa chuyên khoa và để có thể giải quyết được các vấn đề của người bệnh. Kiểm soát các yếu tố nguy cơ, trong đó kiểm soát huyết áp và rối loạn lipid máu là vấn đề quan trọng trong điều trị dự phòng tái phát. Trong điều trị dự phòng tiên phát đột quỵ thì nhóm chạy kinh canxi và lợi tiểu thiazid có vai trò chứng minh vai trò, tuy nhiên trong điều trị dự phòng thứ phát thì lại khuyến cáo sử dụng nhóm ức chế men chuyển các nhóm lợi tiểu để mang lại lợi ích hơn. Statin cường độ cao với atorvastatin liều 80 hoặc rosuvastatin khoảng liều 20 được khuyến cáo sử dụng sau đột quỵ để đạt được mức LDL cholesterol mục tiêu và mục tiêu điều trị của những bệnh nhân đột quỵ là dưới LDL dưới 70 mg/dL.